Hello cái tình yêu, xin chào mọi người nha. Mọi người ơi, mọi người đang xem live thì mọi người cho em một chấm nha mọi người ơi. Hello cái tình yêu nha mọi người ơi, mọi người giúp Nguyệt là mình sẽ chia sẻ livestream này và các nhóm hội nha mọi người nha. Hôm nay các bạn nào mà chia sẻ livestream nhiều nhất thì Nguyệt sẽ tặng cho mọi người một chiếc thẻ cào nha mọi người nha. Vậy nên là mọi người giúp Nguyệt chia sẻ vào cái livestream này và các nhóm hội nha. Mình không nhất thiết phải share lên trang cá nhân đâu mọi người. Cứ bạn nào mà share vào các nhóm hội này, những cái nhóm hội nào mà mọi người yêu thích chơi game nè, yêu thích kiếm tiền online nè, yêu thích săn thưởng ở trên những cái game á mà mình có thể đổi được tiền thật, thì mọi người giúp Nguyệt chia sẻ vào cái nhóm hội ra nha. Cứ bạn nào chia sẻ nhiều nhóm hội nhất thì Nguyệt sẽ tặng cho mọi người một chiếc thẻ cào nha. Nên mọi người giúp Nguyệt chia sẻ livestream này thật là nhiều nha. Xin chào các tình yêu mới vô nè, xin chào Ngọc Ánh nè, chào Hồng Anh nè, chào Minh Hà nè, chào mấy bạn mới vô nha. Mọi người ơi, share like giúp Nguyệt nha. Chị ăn tối chưa? Hôm nay chị vừa mới ăn xong nè em yêu ơi. Hôm nay là Nguyệt cũng sẽ lên live trò chuyện cũng như là tổ chức mini game cho mọi người chơi nha. Và mini game hôm nay của mình là sẽ là cái phần thưởng của mình là sẽ là những cái chiếc thẻ cào nha. Nên mọi người giúp Nguyệt chia sẻ livestream thật là nhiều nha mọi người. Và hôm nay Nguyệt sẽ giới thiệu cho mọi người một cái con game rất là hot luôn, một cái nhà game phải nói là cực kỳ hot luôn nha mọi người nha. Đây. Và Nguyệt vừa mới ghi một cái bình luận lên ha mọi người. Rồi trong lúc mà đợi mọi người vào đông hơn một chút xíu á, thì mọi người giúp Nguyệt nè, mình click ngay vào cái đường link này ha mọi người ha. Khi mà mọi người click vào cái đường link này thì mọi người sẽ được dẫn đến cái website mà Nguyệt đang muốn giới thiệu cho mọi người ha mọi người. Và cái nhà game mà Nguyệt muốn giới thiệu cho mọi người để mà mọi người có thể có một cái nơi uy tín để mà mọi người có thể vừa giải trí nè, vừa săn thưởng ha. Thì game của mình có tên là Forsyth Bet ha mọi người ha. Và đặc biệt là ở cái game này đang rất là nhiều những cái chương trình khuyến mãi luôn. Và đặc biệt là khi mà mọi người chơi game ở trên đây á thì mọi người sẽ được tặng tới 100% giá trị thẻ nạp và đặc biệt là thêm 30 vòng quay miễn phí nữa ha mọi người ha. Đây là mọi người tranh thủ nè, trong cái chương trình khuyến mãi rất là hot của Forsyth Bet này thì mọi người tranh thủ là mình vào mình nhận khuyến mãi ngay nha. Vậy nên là bạn nào mà chưa có đăng ký tài khoản á mọi người thì mọi người nhanh chóng là mình sẽ click ngay vào cái đường link mà Nguyệt đã ghi ở bình luận của mình nè. Mọi người click vào đây thì mọi người sẽ được dẫn tới cái web game mà Nguyệt đang muốn giới thiệu cho mọi người nha. Và mọi người vào cái web game này rồi thì mọi người đăng ký ha. Mọi người đăng ký đi, sau đó mọi người cái cách thức đăng ký của mình rất là đơn giản luôn mọi người. Mọi người chỉ cần điền tên nè, mật khẩu nè, một vài cái thông tin của mình thôi là mọi người đã có thể chính thức trở thành thành viên của Forsyth Bet rồi ha mọi người ha. Đây là giao diện của em nói nha mọi người nha. Mọi người click vào cái đường link mà Nguyệt gắn ở pin top của mình thì nó sẽ cho ra cái giao diện game này ha. Đó, ở bên đây thì sẽ có rất là nhiều game để cho mọi người giải trí luôn. Và đặc biệt là những cái game ở đây mọi người, mọi người vui chơi ở trên đây, mọi người săn được thưởng thì mọi người sẽ có thể đổi được tiền thật về tài khoản cá nhân của mình chỉ trong tích tắc thôi nha. Rất là đơn giản, rất là dễ chơi luôn. Vậy nên là mọi người nhanh chóng nè. Mọi người mới vô thì mọi người giúp Nguyệt là mình sẽ click ngay vào cái đường link mà Nguyệt gắn ở dưới pin top comment nha. Mọi người click vào đây, mọi người đăng ký đi. Sau khi đã hoàn tất đăng ký thì mọi người quay trở lại livestream của Nguyệt nha, để mà Nguyệt có thể giới thiệu cho mọi người những cái game rất là hot đang có ở trên Forsyth Bet cũng như là những cái chương trình khuyến mãi của em nói nha. Game này ra lâu chưa chị? Game này rất là hot và cũng đã có lâu rồi ha mọi người ha. Không tin là mọi người cứ thử lên Facebook nè, mọi người search thử Forsyth Bet thôi là mọi người sẽ thấy có rất là nhiều bạn hot girl nè, rất là nhiều bạn streamer, hot streamer đang là tham gia cái Forsyth Bet này. Nên là mọi người đừng có lăng tăng về cái độ uy tín của em nó nha. Rất là xanh chín luôn ha mọi người ha. Chị hướng dẫn đăng ký đi ạ. Ok nha. Khi mà mọi người vào thì mọi người sẽ có cái phần đăng ký ở đây nè. Thì mình sẽ có rất là nhiều cách đăng ký. Mọi người có thể đăng ký bằng số điện thoại của mình nè, đăng ký bằng email hoặc là đăng ký bằng tài khoản xã hội đều được nha mọi người nha. Làm sao để nhận khuyến mãi ha? Khi mà mọi người đăng ký thành công trở thành thành viên của Forsyth Bet đó là mọi người sẽ auto nhận được cái phần thưởng, là mọi người sẽ nhận được 100% cái giá trị thẻ nạp đầu tiên. Có nghĩa là mọi người cứ nạp 100 là mọi người nhận được 100 ha mọi người ha. Mình sẽ được double lên, đồng thời là mọi người sẽ nhận được thêm 30 vòng quay may mắn miễn phí nữa nha. Đó, một cái chương trình rất là hot luôn mà chỉ có duy nhất tại Forsyth Bet thôi ha mọi người ha. Nên là mọi người tranh thủ nha. Trong cái livestream này nè, mọi người nhanh tay là mình vào mình tham gia đăng ký thành viên ngay nha. Giao diện đẹp lắm luôn, đúng rồi nha. Đó, cái điều mà Nguyệt rất là thích ở Forsyth Bet ha mọi người ha. Giao diện rất là đẹp mắt, rất là dễ chơi. Và đặc biệt á, ở trên đây thì sẽ có rất là nhiều những cái trò chơi đa dạng phong phú để cho mọi người có thể tha hồ mà mình có thể vừa giải trí một vừa săn thưởng ha. Thì những cái khoảng thời gian rảnh rỗi của mình đó, mọi người có thể chơi mọi lúc mọi nơi ở đâu luôn ha mọi người ha. Mọi người chỉ cần mà bật ngay Forsyth Bet lên để mà mình có thể tham gia ở đây ha. Có rất là nhiều những cái trò chơi, thì mình sẽ có những cái trò như là casino nè, offline và casino trực tuyến ha mọi người ha. Đó, có rất là nhiều những cái trò chơi khác nhau để cho mọi người lựa chọn. Ngoài casino ra, ngoài những cái game bài ra thì mình sẽ cần có thêm những cái game quay slot nữa nè mọi người. Đây,
Mình cho mọi người xem thử ha. Ví dụ mình sẽ có whipped cream nè mọi người, Monanza, 3X Monkey, 3 Golden Whip nè mọi người, Book of Whip nè. Đó, rất là nhiều game. Hoặc là mọi người lướt qua thì mình cũng sẽ có rất là nhiều game khác nhau nữa nha. Nói chung là mọi người sẽ có rất là nhiều lựa chọn khi mà mình vui chơi giải trí ở Forsetpet nha mọi người nha. Đó, uy tín lắm hả? Dạ đúng rồi nè, rất là uy tín luôn. Đặc biệt là ở trên đây mọi người chơi, mọi người rút nạp thì cực kỳ là nhanh chóng luôn nha. Đó là cái điều mọi người rất là thích ở Forsetpet ha mọi người ha. Nên là mọi người nhanh chóng nha, mình click vào cái đường link này để mà mình đăng ký thành viên nha mọi người nha. Chào bé xinh, chào Ngọc Thanh Lê nè, chào tình yêu nha. Có code không ạ? Hôm nay thì Nguyệt sẽ không có mã code để tặng cho mọi người. Tuy nhiên là cứ bạn nào mà chia sẻ livestream nhiều thì mọi người sẽ có cơ hội là nhận ngay một cái chiếc thẻ cào điện thoại của Nguyệt ha. Nên là mọi người giúp Nguyệt nè, mình tranh thủ trong cái live này mọi người giúp Nguyệt chia sẻ live này vào các nhóm hội nha mọi người nha. Những cái nhóm hội nào mà mọi người yêu thích chơi game nè, yêu thích kiếm tiền online nè, thích vừa giải trí vừa săn thưởng này, thì mọi người giúp Nguyệt là chia sẻ này vào cái nhóm hộ đó nha, để mà mọi người, để các bạn có thể cùng tham gia cái mini game này nha. Rút ở đâu vậy chị? Ở đây ha mọi người ha. Ở đây thì mọi người tham gia thì mọi người có thể vào cái phần dấu ba gạch ở phía trên màn hình này mọi người. Đó, vào cái phần ba gạch này thì sẽ có rất là nhiều cái mục để cho mọi người tham gia nè. Ví dụ như thể thao nè mọi người, like, phía cược, quay số, săn bắn cá nè, săn bắt và bắn cá nè ha, cũng như là cược các giải đấu lớn nè. Sắp tới thì mọi người thấy là sẽ có rất là nhiều giải đấu hot, thì mọi người có thể lên đây nè bình chọn cho cái đội mà mình yêu thích ở trên đây ha mọi người ha. Hay là mọi người cũng có thể xem được live casino nè, thể thao ảo nè, bingo, toto, khuyến mãi ha mọi người ha. Và kết quả đó mọi người có thể xem ở trên đây nha. Đặc biệt ở đây thì mọi người có thể xem được những cái nhà cung cấp luôn nè. Mọi người có rất là nhiều nhà cung cấp uy tín nổi tiếng có ở đây ha mọi người ha. Rất là nhiều những cái kinh game hot nha mọi người nha. Và đồng thời thì mọi người cũng có thể tham gia được rất là nhiều trò chơi luôn. Đó, đây ha mọi người ha. Hồi nãy có một bạn nào hỏi Nguyệt về cái phần đăng ký ha mọi người. Mọi người chỉ cần click vào cái dấu ở cái hình người nè mọi người, thì nó sẽ có cái phần đăng ký này nha mọi người nha. Và ở đây thì mọi người sẽ thấy được là mình sẽ có thể đăng ký qua số điện thoại nè. Đó, đây là một đăng ký qua điện thoại nè, bằng email nè, bằng mạng xã hội và nhắn tin nè ha mọi người ha. Đỉnh quá à, hello Hạ Vi Fan nè. Vòng quay nhiều trò chơi hấp dẫn quá, rất rất là nhiều. Và đặc biệt là khi mà mọi người tham gia ở trên đây á, thì mọi người sẽ nhận được 100% giá trị thẻ đạp, cũng như là tới 30 vòng quay may mắn miễn phí lận nha. Và đây là cái cơ hội rất rất là lớn luôn dành cho những cái bạn thành viên mà mình có thể đăng ký tham gia mới nè mọi người. Nên là mọi người tranh thủ là mình vào ngay vào luôn Forsetpet, vào ngay cái đường link mà Nguyệt gắn ở bên top comment nha mọi người nha. Mọi người click vào đây là mọi người sẽ được dẫn đến cái website mà Nguyệt đang giới thiệu cho mọi người nha. Để em tải OK Lê Bách nè. Có TX không? Chơi luôn và ngay và luôn nha. Có luôn nha em yêu ơi. Em chơi trò này rồi nè. Đây là rất là nhiều những cái trò quay slot khác nhau ha mọi người ha. Bây giờ mình sẽ đăng nhập vào cho mọi người để mà mọi người có thể tham gia thử nha. Mọi người đợi mình một chút xíu nha. À bây giờ bạn mọi người có muốn là mình sẽ đây có rất là nhiều cách đăng nhập khác nhau ha mọi người ha. Thì mọi người có thể tham khảo ở trên đây nha mọi người nha. Đó, và mọi người cũng có thể đăng nhập qua bằng điện thoại nè, bằng email nè, bằng mạng xã hội ha mọi người ha. Có rất là nhiều cái cách đăng ký cho mọi người tham gia luôn. Bây giờ mình sẽ đăng nhập bằng thử bằng số điện thoại nha mọi người, cho mọi người xem một cái bước mới như thế nào luôn nha. Đó, đây là cái cách đăng nhập bằng điện thoại ha. Ngoài ra mọi người cũng có thể mình cũng có thể đăng nhập qua bằng nhiều cái cách thức khác nhau nha mọi người nha. Bây giờ mọi người cũng có thể đăng nhập bằng email nè. Bây giờ mình sẽ vào email cho mọi người xem nha. Đây, mình sẽ đăng ký bằng email đây ha mọi người ha. Đó, đây là cách thức đăng ký nè ha mọi người ha. Mọi người cũng chỉ cần điền ngày sinh thôi nè. Đó, rất là đơn giản luôn. Đó, mọi người chỉ cần điền mật khẩu bất kỳ ha mọi người ha. Đây, nói chung là chỉ trong vòng vài phút thôi là mọi người đã có thể đăng ký thành công rồi nha. Đó, mọi người chỉ cần bấm đăng ký như vậy là mọi người đã có thể
có được một cái tài khoản ở trên Forsetbet rồi nha. Mọi người đợi một xíu nha, bây giờ mình sẽ điền mật khẩu nè mọi người. Đây, mọi người chỉ cần bấm nút đăng ký thôi nha, là mọi người đã có thể có một cái tài khoản ở Forsetbet rồi nha mọi người. Là mọi người có thể dụ mình, người ta sẽ kêu mình sợ mình điền theo yêu cầu ha mọi người ha. Đó, xe máy nè. Rồi mọi người chỉ cứ như vậy thôi là mọi người đã xác minh thành công và mọi người đã có được ngay một cái tài khoản để mà mình tha hồ tham gia vui chơi giải trí ở trên đây rồi nha. Nó rất là đơn giản nha mọi người. Hello cái tình yêu ạ, em với ok nha, like xong chị sẽ add nha. À game mình tên gì? Hello hai tình yêu, hai Ami nha. Xin chào Ami nè. Game của mình tên là Forsetbet nha, và cái link để mà mình đăng ký vào thì mình đã có gắn ở bên top comment rồi nha mọi người nha. Rồi bây giờ mình đã chính thức trở thành một cái thành viên của Forsetbet ha mọi người ha. Đó là cái cách mà Nguyệt đã đăng ký thử cho mọi người ha. Chỉ trong vòng vài phút thôi là mọi người đã có ngay một cái tài khoản để mình tha hồ vui chơi giải trí ở Forsetbet rồi ha mọi người ha. Và đặc biệt là vừa vào thôi là mọi người cũng sẽ thấy nè, mình nhận được một cái phần thưởng nạp tiền lần đầu 100%. Và đặc biệt là mình sẽ có thêm 30 vòng quay may mắn nữa nha. Rất là hot luôn phải không nè. Hello tình yêu, xin chào Ngọc Như Vũ nè. Ok nha, một chút like xong Nguyệt sẽ add em nha. Rồi đây ha mọi người ha, mọi người vào là mọi người sẽ thấy được cái giao diện của em đó nè mọi người. Rất là đẹp mắt, rất là dễ chơi luôn ha. Và đặc biệt ở trên đây thì sẽ có đa dạng rất là nhiều những cái game khác nhau để cho mọi người có thể tha hồ mình lựa chọn nha mọi người nha. Thì ở đây mọi người cũng thấy nè, mình có thể bình chọn cho những cái đội bóng mình yêu thích ở trên đây luôn. Vừa mới vào thì mọi người sẽ thấy là mình sẽ có ngay một cái lịch thể thao để cho mọi người theo dõi được những cái trận bóng đá kinh điển để mà mình có thể vào bình chọn cho những cái đội bóng mình yêu thích nha mọi người nha. Bên đây là sắp tới nè, có những cái đội bóng nào mà mọi người yêu thích thì mọi người nhanh làm tay là mình sẽ vào ngay Forsetbet. Nếu mà bạn nào mà sợ quên đó mọi người thì mọi người giúp Nguyệt nè, mình copy ngay cái đường link này nè. Cái đường link mà Nguyệt gắn bên top comment mọi người copy vào trong cái ghi chú của mình nha. Sau khi mọi người đã copy vào đó rồi thì sắp tới nè, có những cái trận bóng nào hay là những lúc nào mà mọi người rảnh rỗi đó thì mọi người có thể vào ngay ghi chú của mình để mà mình vào cái game này mà mình tham gia vui chơi nha mọi người nha. Đó, rất là nhiều những cái mục để cho mọi người có thể vừa tham gia vừa giải trí vừa săn thưởng nha mọi người nha. Và đặc biệt là những cái phần thưởng mà mọi người vui chơi ở Forsetbet á là mọi người sẽ nhận được tiền thật, mọi người có thể đổi được tiền thật và tài khoản cá nhân của mình chỉ trong tích tắc thôi nha. Hello Dương Ami nè, người gì mà xinh thế, cảm ơn cho sư phạm nha, cảm ơn người yêu. Chỉ mình chơi với ok nha, bây giờ mình sẽ hướng dẫn cho mọi người cái cách để mà mọi người chơi nha. Rồi, đây là cái phần thể thao ha mọi người ha. Thì sắp tới nè, mọi người sẽ có những cái trận bóng đá rất rất là kinh điển luôn. Thì mọi người nhớ là mình sẽ vào ngay cái phần thể thao này để mình theo dõi lịch thi đấu của những cái trận bóng đá đó và mình bình chọn cho đội bóng mình yêu thích ha mọi người ha. Đó, thì mọi người sẽ thấy là bây giờ mình đang có trận bóng đá của Trung Quốc nè mọi người, và trận bóng đá của UEFA nè mọi người ha. Đó, rất là nhiều luôn. Và mình sẽ có thêm một cái mục nữa là casino. Thì mọi người thấy nè, mọi người có thể lướt qua là mình sẽ có rất là nhiều cái kênh casino để cho mọi người vui chơi giải trí ở trên đây ha. Ngoài ra thì mình có casino live nữa. Và đặc biệt là cái casino live này thì là mọi người có thể ngồi tại nhà mà mình có thể tham gia vui chơi giải trí hết tất cả những cái sảnh casino khác ở trên thế giới luôn ha mọi người ha. Nói chung là mình chỉ cần ở nhà thôi là mọi người đã có thể xem được những cái sảnh casino rất là hot ở trên thế giới rồi ha. Không cần phải đi đâu hết ha mọi người ha. Hello em yêu, hello chị yêu. Trời ơi, chào chị yêu của em. Nhìn em nóng quá đi, cảm ơn chị nè. Em đây là giới thiệu cho mọi người một cái game rất là hot, có tên là Forsetbet nè chị yêu ơi. Nếu mà nếu chị đang rảnh thì mình có thể vào mình tham gia nha. Và cái link em để mà mình đăng ký thì em đã có gắn ở bên top comment nha. Đây, cái link này nè mọi người, chỉ cần click vào đây thôi thì nó sẽ dẫn đến cho mọi người cái giao diện game mà mình đang giới thiệu cho mọi người nha. Rồi đây ha mọi người ơi, đây là cái sảnh game casino live. Đó, mọi người có thể ngồi tại nhà mà mọi người tham gia hết những cái sảnh casino rất là nổi tiếng ở trên thế giới luôn nha. Có khuyến mãi gì không em? Có rất là nhiều chương trình khuyến mãi luôn chị ơi. Thì hiện nay á, mình sẽ có chương trình khuyến mãi là nạp 100% giá trị thẻ nạp đầu tiên. Cứ bạn nào mà vào mọi người nạp một là mọi người sẽ nhận được 100%. Ví dụ như mình nạp 100 là mình nhận được thêm tới 100 nữa nha mọi người nha. Đó, đây ha mọi người ha.
mọi người có thể tham gia đặt cược ở đây thôi mọi người ha. Và đặc biệt đây là cái sảnh casino live, và mọi người chỉ cần ngồi ở nhà thôi là mình có thể xem live được tất hết những cái sảnh ở trên thế giới nha mọi người nha. Rồi đây là phần casino ha mọi người ha. Ngoài ra thì có rất là nhiều những cái trò chơi cái slot khác cho mọi người nè. Mọi người có thể kéo ở cái phần tất cả trò chơi này thì mọi người sẽ có thấy rất là nhiều những cái trò chơi như là baccarat mọi người, dragon tiger nè, đó, blackjack nè, game show này, rất là nhiều những cái game khác nhau cho mọi người lựa chọn ha. Rồi bây giờ mình sẽ tới thêm một cái phần game rất là hot nữa mà Nguyệt bảo đảm là sẽ có rất là nhiều bạn yêu thích, đó chính là game quay slot ha mọi người ha. Đây, ở đây thì mình sẽ có rất là nhiều những cái mục game quay slot khác nhau cho mọi người lựa chọn này. Bây giờ mình sẽ vào thử cái Monty nè mọi người. Mình sẽ có rất là nhiều những cái game khác nhau. Mình sẽ có rất là nhiều những cái game khác nhau cho mọi người lựa chọn nha. Hello chị yêu xinh đẹp của em, chào Diễm Đan nha. Xin chào Diễm Đan nè, Diễm Đan ơi mọi người giúp chị là mọi người share like nha. Bạn nào mà đang tham gia trong live stream của mình giúp mình chia sẻ like nha. Cứ bạn nào mà chia sẻ like nhiều thì mình sẽ nhận được một chiếc thẻ cào trị giá 100.000 nha. Chị em chơi với chị yêu ok nè. Trước tiên thì em click vào cái đường link mà mình gắn ở bên top comment nha. Em click vào đây nha thì nó sẽ dẫn tới cái website mà người đang muốn giới thiệu cho mọi người đây nha. Và cái nhà game của mình có tên là Forset Bet nha. Đi ra người. Im lặng gì? Chị em chơi với đây nha. Rồi đây ha mọi người ha, bây giờ mình sẽ cho mọi người xem thử nha. Ở đây thì mình sẽ có rất là nhiều những cái mục game quay slot khác nhau cho mọi người lựa chọn nha mọi người. Đây, bây giờ mình sẽ chơi thử cho mọi người xem nha. Đây là một cái game phải nói rất là hot của Forset ha mọi người ha. Và Nguyệt cũng rất là thường hay chơi cái game này luôn. Và đặc biệt là cái tỷ lệ ăn ở trên đây rất là cao, cái tỷ lệ nổ hũ rất là cao luôn. Nên là mọi người có thể tha hồ săn thưởng nha. Hello, hello Thanh Hằng nè, chào Ngọc Anh nè, chào Rabi nè, chào mấy bạn mới vô nha mọi người ơi. Mấy bạn mới vô thì mọi người giúp Nguyệt là chia sẻ like này nha. Cứ bạn nào mà chia sẻ like này nhiều thì cuối cái livestream này Nguyệt sẽ tặng cho mọi người một cái phần quà rất là hot nha mọi người nha. Đây là mọi người giúp Nguyệt chia sẻ nha. Bây giờ Nguyệt sẽ chơi thử cái trò quay slot này cho mọi người xem nha. Đó, rất là hot luôn hả mọi người. Đặc biệt rất là dễ chơi và cái trò này thì tỷ lệ nổ hũ, tỷ lệ ăn rất là cao nha mọi người. Đó. Mọi người chỉ cần bấm cái nút này thôi là mọi người đã có thể tham gia thử cái vòng quay may mắn rồi nha. Đó, nó rất là dễ chơi nha mọi người nha. Mọi người chỉ cần bấm cái nút quay này thôi là mọi người đã có thể quay slot rồi nha. Đó, rất là dễ chơi nha mọi người. Đi ngồi đây nè. Đó, rất là dễ chơi mà mọi người thấy không, giao diện của em nó rất là đẹp, rất là bắt mắt ha mọi người ha. Và đặc biệt có mọi người ở trong cái game này nè thì mọi người chơi, mọi người ăn mọi những cái phần thưởng mà mọi người trên ở Forset Bet á thì mọi người có thể đổi được tiền thật về trang về trên tài khoản cá nhân của mình 100% luôn nha mọi người nha. Mọi người sẽ không có bị trừ tiền hay gì hết nha mọi người nha. Và đặc biệt là cái cách rút nạp rất là đơn giản luôn. Và cái điều mà Nguyệt rất là thích khi mà tham gia vui chơi ở Forset Bet đó mọi người là tất cả những cái phần thưởng ở đây nè mọi người rút nạp về cực kỳ là nhanh chóng luôn nha. Và ở đây nếu như mà mọi người gặp cái trục trặc nào ở trong cái lúc mà mọi người tham gia vui chơi giải trí ở Forset Bet á thì mọi người cũng sẽ được các chị chăm sóc khách hàng hỗ trợ mọi người 24/24 luôn, rất là nhiệt tình ha. Thì mọi người chỉ cần vào trong cái mục hỗ trợ thôi thì các chị này sẽ hỗ trợ cho mọi người ngay và luôn nha mọi người nha. Nên là trong cái khoảng thời gian mà mọi người tham gia vui chơi giải trí ở Forset Bet là mọi người sẽ không có lo là mình sẽ gặp những cái trục trặc nào, những cái vấn đề nào khi mà mình tham gia vui chơi nha. Rồi mọi người có câu hỏi nào thì mọi người cứ comment ngay tại đây nha mọi người ơi. Em với chị ok nha, một chút like xong rồi sẽ add em nha. Xin chào tình yêu. Chị ơi lâu rồi mới thấy chị like, đúng rồi bữa giờ thì Nguyệt cũng không có thời gian nhiều ha. Tới hôm nay thì mình rảnh là Nguyệt lên giới thiệu cho mọi người cái game này để mà mọi người có những lúc mà mình rảnh rỗi thì mình có thể tham gia vui chơi ở trên đây ha mọi người ha. Đặc biệt là mình có thể biến những khoảng thời gian rảnh rỗi của mình để mà mình có thể có thêm thu nhập ha mọi người ha. Nên là mọi người có thể vào trong Forset Bet này để mà mọi người tham khảo nha. Và nếu như mà bạn nào mà chưa chơi bây giờ đó mọi người thì mọi người cứ copy cái đường link này lại đi nha. Mọi người copy cái đường link này lại, sau đó sắp những cái khoảng thời gian tới sắp mà mọi người rảnh rỗi đó thì mọi người mình có thể vào chơi ha. Và đặc biệt là game này thì mình có thể giải trí mọi nơi mọi lúc ở đâu cũng được nha. Ok quá nha. Hello Hoàng Thùy nè, nhập in hoa hết hả? Mình không cần phải nhập in hoa nha mọi người ơi. Khi mà mọi người đăng ký thì mọi người có thể đăng ký thỏa thích theo cái tên mà mình yêu thích, nhưng không cần nhất thiết là phải in hoa nha.
để in vô đăng ký nha. Ok nha. Vào đăng ký thì mọi người nhớ là click ngay vào cái đường link mà Nguyệt gắn ở bên top comment để mà mình có thể vào đúng cái game mà Nguyệt đang giới thiệu cho mình nha mọi người nha. Và cái nhà game này có tên là Forsake Bet nha mọi người nha. Xin chào, hello Lê Bách nè. Tuyệt quá em, chào Đích Thảo Dương nha. Xin chào mấy bạn mới vô nè. Đỉnh quá à, mọi người ơi, vào ngay nha mọi người nha. Phải nói là đây là một cái nhà game rất là uy tín luôn, để mọi người có thể vừa giải trí vừa săn thưởng nha. Những cái phần thưởng ở đây mình chơi là mình sẽ có thể đổi được tiền thật nha mọi người nha. Nên là mọi người đừng có lăn tăn về nha. Đây là cái nhà game mà bữa giờ Nguyệt chơi và Nguyệt cảm thấy nó rất là hot luôn, và đặc biệt là rất là dễ ăn và dễ chơi. Là mọi người tranh thủ là mình click ngay cái đường link mà Nguyệt gắn ở bên top comment để mình vào mình đăng ký game nha các tình yêu. Đây ha mọi người ha, đây là cái trò quay slot rất là đơn giản luôn nè mọi người, và đặc biệt là rất là dễ ăn nha mọi người nha. Xin quá, cảm ơn Minh Hồ nè, xin chào Bảo Thanh nè, chào Cánh Trần nè, hướng dẫn cách đăng ký nha. Ok nha, đợi một chút xíu mình sẽ hướng dẫn mọi người cái cách đăng ký lại nha mọi người. Tranh thủ là bạn nào mà nãy giờ mình chưa có đăng ký game thì mọi người click ngay vào cái đường link mà Nguyệt gắn ở bên top comment nha mọi người nha. Mọi người click vào đây thì nó sẽ dẫn tới cái nhà game mà Nguyệt đã giới thiệu cho mọi người nha. Và sau khi bạn đã đăng ký thành công rồi đó, đã có một cái tài khoản, đã trở thành thành viên của Forsake thì mọi người quay trở lại livestream của Nguyệt để Nguyệt hướng dẫn cho mọi người cái cách để mà mọi người có thể tham gia săn thưởng ở trên đây nha mọi người nha. Và đặc biệt là mình đang có chương trình khuyến mãi rất là hot luôn, là dành tặng 100% cái giá trị thẻ nạp dành cho những các bạn nào mà đã là thành viên của Forsake nha. Đồng thời là mọi người còn được tặng thêm 30 cái vòng quay may mắn nữa nha mọi người nha. Đây là mình tranh thủ ngay và luôn nha mọi người ơi. Mọi người share like giúp Nguyệt nha mọi người nha. Cứ bạn nào mà hôm nay chia sẻ like nhiều là mọi người sẽ có cơ hội nhận như một cái thẻ cào trị giá 100 nha. Rồi bây giờ mình sẽ quay trở lại cái trang chủ nha. Nãy giờ bạn nào mà đã click vào cái đường link mà Nguyệt gắn ở bên top comment nè, mà nó cho ra được đúng cái giao diện này là chính xác nha mọi người nha. Chính xác cái giao diện mà Nguyệt đang muốn giới thiệu cho mọi người nha. Đó. Em nói giao diện của em nó thì rất là dễ chơi nha mọi người, rất là dễ chơi luôn, và đặc biệt rất là đẹp mắt luôn ha. Và hiện nay thì mọi người vừa mới vào trang chủ thôi là mọi người sẽ thấy được là có một cái bảng lịch thể thao cho mọi người theo dõi những cái trận thể thao hot nhất ha mọi người ha, để mọi người có thể vào đây mình bình chọn cho cái đội bóng mà mình yêu thích nha. Sắp tới nè sẽ có những cái trận bóng đá kinh điển nè mọi người, những cái trận thể thao kinh điển thì mọi người có thể theo dõi ở trên đây, cũng như là bình chọn cho đội bóng mà mình yêu thích nha. Rồi bạn nào còn có những câu hỏi thắc mắc nào nữa không nè? Mọi người đang có câu hỏi thắc mắc nào thì mọi người cứ comment trên like nha, thì mình sẽ giải đáp cho mọi người ha. Và nếu như mà sau khi cái livestream này đã kết thúc rồi á, là mọi người vẫn có những câu hỏi nào mà thắc mắc thì mọi người cũng có thể inbox cho Nguyệt, hay là mọi người cũng có thể liên hệ với là cái chị chăm sóc khách hàng ở trên đây nha mọi người nha. Thì cái chị đó sẽ hỗ trợ mọi người nha. Và bây giờ mình sẽ vào thêm một cái game khác nữa cho mọi người xem nha. Golden Bull. Ở trong đây á mọi người, mỗi một cái mục thì sẽ có rất là nhiều game khác nhau để cho mọi người lựa chọn nha. Đó, rất là nhiều những cái game khác nhau nè mọi người. Đó, mọi người có thể lựa chọn nha, rất là nhiều luôn á. Đó, rất là nhiều mọi người thấy không? Mặc dù là em mình chơi ở trên giao diện website nhưng mà nó rất là mướt ha mọi người ha, không có bị giật, không có bị lắc nha. Hay là mọi người sẽ không có lo về vấn đề là mình không cần phải tải app về luôn ha mọi người, mình có thể chơi trực tiếp ở trên website luôn. Và nó rất là mướt, giao diện rất là đẹp mắt, đó cái điều mà mình rất là thích khi mà mình chơi ở trên Forsake Bet nha. Này. Đây cũng là một cái trò quay slot ha mọi người ha, rất là dễ chơi, rất là dễ ăn luôn, nên là bạn nào mà rất là dễ ăn luôn nè mọi người ơi, trúng thưởng rồi nha. Đó mọi người thấy không, tỷ lệ nổ hũ rất là cao và rất là nhiều phần thưởng ở trên cái phần quay slot này luôn á mọi người. Thắng lớn rồi nè mọi người ơi, đó rất là dễ chơi luôn nha mọi người, thấy không, giao diện thì rất là đẹp mắt luôn á. Đó, giao diện rất là đẹp mắt luôn nha mọi người. Mọi người thấy không, mặc dù là mình chơi ở trên giao diện web nhưng mà nó rất là mướt luôn, không có hề bị giật hay bị lắc một chút xíu nào hết nha. Ăn lớn rồi nè mọi người ơi, thắm đậm luôn. Đó, mọi người thấy không, rất là dễ chơi, chỉ với một cái lít chuột thôi là mọi người đã có thể tham gia cái vòng quay slot này rồi nha. Rất là dễ chơi luôn á mọi người, chơi cái này một hồi là bị nghiện nha mọi người nha. Đó, rất là dễ chơi luôn mọi người. Và đặc biệt là ở trên đây thì sẽ có rất là nhiều trò chơi khác nhau để cho mọi người có thể tham gia nè.
mọi người sẽ không có lo là mình không có nhiều trò để chơi nha, mà bảo đảm là khi mọi người vui chơi ở khoa xếp bét á thì những cái trò này phải nói là mọi người chơi hoài cũng không thấy hết, cũng không hết những cái game ở trên đây nha mọi người nha, bởi vì rất là nhiều, rất là đa dạng và phong phú luôn. Đa dạng rất là đẹp mắt nha mọi người. Quay lót thì rất là đơn giản và đặc biệt là cái tỷ lệ ăn rất là cao luôn. Và cái điều đặc biệt ở đây là mọi người, những cái phần thưởng mà mọi người săn thưởng được ở Forsetbet á mọi người, là mọi người có thể đổi được tiền về tài khoản cá nhân của mình nha. Mình vừa giải trí nhưng mà mình có thể săn thưởng được tiền thật nha mọi người nha. Đó, mọi người ơi, thắng lớn rồi nè mọi người. Hello em yêu, xin chào Nga Ngô nha. Chào em yêu của chị nè, em yêu của chị ăn tối chưa? Đó nha mọi người ơi, phải không, nãy giờ mình chơi mình phải nói là ăn rất là nhiều luôn rồi đó mọi người. Rất là dễ chơi luôn. Em yêu của chị ăn tối chưa ta? Rất là dễ chơi luôn ha mọi người nha. Vậy nên là bạn nào mà chưa đăng ký game thì mình click ngay vào cái đường link mà Nguyệt Trắng ở dưới bên top comment nha, để mà mình có thể vào trong cái game này. Bạn nào chưa chơi thì mình vào chơi ngay vào luôn nha mọi người nha. Và mọi người có thể nói lại cái game mà Nguyệt đang chơi nè, mọi người có tên là Bubbly Jam ha mọi người ha. Mình vào đây mình chơi thử cái trò này nha. Mình thấy là cái phần game này rất là dễ chơi, rất là dễ ăn luôn á mọi người. Và nó là ăn liên tục luôn á. Mọi người rất là dễ chơi luôn, nên là mọi người có thể vào tranh thủ là vào chơi thử cái game nha, Bubbly Jam nha mọi người nha. Giao diện rất là đẹp mắt luôn đúng không, cho nên là mọi người không thể nào bỏ qua được cái game rất là hot này nha. Bạn nào chưa có tài khoản thì mình nhanh chóng là mình click vào ngay cái đường link này nha. Xin chào Thanh Hào nè, chào bạn Hào nha, chào Hào nha, lâu rồi mới thấy là xem theo dõi livestream nha. Mọi người ơi, bạn nào mà vừa mới vào live đó, mọi người giúp mình chia sẻ livestream nha. Bạn nào mà chia sẻ like nhiều nè, tương tác thật là nhiệt tình nè, cuối livestream mình sẽ tặng những cho mọi người những cái chiếc thẻ cào nha mọi người nha. Mọi người có thể sử dụng những cái thẻ cào này, mình có thể nạp điện thoại hay là mọi người cũng có thể nạp vào game chơi. Và đặc biệt là hiện nay Forsetbet đang có chương trình khuyến mãi rất là hot, là tặng 100% giá trị thẻ nạp ha mọi người ha, cũng như là mọi người còn được tặng thêm 30 vòng quay may mắn nữa nha. Nên là bạn nào mà chưa có đăng ký tài khoản thì mình click ngay vào luôn cái đường link mà mình nhắn ở bên top comment này nha mọi người nha. Đây mọi người click vào đây nha, sẽ dẫn tới cái giao diện game mà mình đang giới thiệu cho mọi người nha. Và cái nhà game của em mình có tên là Forsetbet nha mọi người nha. Và chỉ còn khoảng tầm 30 phút nữa thôi là mình sẽ chốt like tặng quà cho mọi người rồi. Đây là bạn nào mà chưa có vào share like thì mọi người ơi, giúp mình chia sẻ live stream thật là nhiệt tình nha. Xin chào Thanh Hào, chị em yêu nè, chị ăn tối rồi nè, lâu rồi mới thấy chị lên, cái như là bữa giờ chắc cũng vài ngày rồi chị mới lên live đúng không nè. Nên là mọi người ơi, mọi người tranh thủ là lâu lâu Nguyệt lên tám với mọi người thì mọi người giúp Nguyệt chia sẻ live stream nha. Game gì đó chị ơi, hôm nay chị đang giới thiệu cho mọi người có game có tên là Forsetbet nha. Và cái game này hiện nay nó rất là hot luôn nha mọi người nha, đã có rất là nhiều những cái bạn bạn hot girl nè, hot streamer đang là tham gia game này. Không tin là mọi người lên Facebook nè, mọi người search thử là Forsetbet nha mọi người ơi, thì nó sẽ cho ra cái giao diện game này nha. Và mọi người cũng sẽ thấy được rất là nhiều những cái bài live stream của những cái bạn hot streamer cũng đang là tham gia vui chơi giải trí trên đây nha. Nên là mọi người sẽ không cần phải lăn tăn hay lo lắng về cái độ uy tín của em nó nữa nha. Rất là hot luôn rồi đó. Dễ chơi không ạ? Rất là dễ chơi luôn em ơi. Nãy giờ chị đã tham gia rất là nhiều những cái game khác nhau cho các tình yêu nè. Đó nên là mọi người có thể tham gia vui chơi ở trên đây nha. Bây giờ em muốn chơi thử game nào không thì chị sẽ vào chơi thử game đó cho em nha. Rồi mọi người share like giúp Nguyệt nha mọi người ơi. Cứ bạn nào chia sẻ like nhiều thì mình sẽ có cơ hội nhận ngay một cái thẻ cào của Nguyệt nha. Mọi người giúp Nguyệt chia sẻ live stream thật là nhiều vào cái nhóm hội nha. Mình không nhất thích thiết là phải share vào cái trang cá nhân đâu nha mọi người nha. Mọi người chỉ cần share vào các nhóm hội thôi là mọi người đã được tính là một lượt share rồi nha. Rồi mọi người cũng có thể xem được những cái game phổ biến nè mọi người, như là Clashtifon nè mọi người. Đó. Và phần casino thì mọi người cũng sẽ có được rất là nhiều những cái game casino khác nhau cho mọi người lựa chọn luôn. Đó, rất là nhiều game ha mọi người ha. Này, mọi người cũng có thể tham gia là casino trực tuyến nè mọi người nè.
À, rất là nhiều những cái game casino ở đây thì mọi người chỉ cần ngồi tại nhà thôi là mọi người có thể tham gia vui chơi giải trí hết được những cái sảnh casino hot nhất trên thế giới luôn. Mình không cần phải đi đâu xa thôi mọi người nha, mình chỉ cần ngồi ở nhà mọi nơi mọi lúc mình đều có thể giải trí ở Forsetbet nha. Vậy nên là mọi người click ngay vào cái đường link mà Nguyễn gắn ở bên top của mình để mình đăng ký nha. Mình cứ đăng ký tài khoản mình để đó trước nè, lúc nào mọi người rảnh mọi người rộ thì mọi người có thể vào giải trí ha mọi người ha, vừa giải trí vừa săn thưởng tại sao không, phải không nè. Và đặc biệt là hiện nay Forsetbet đang có chương trình khuyến mãi là tặng lên tới 100% giá trị thẻ nạp cho mọi người, và đặc biệt là mọi người còn được tặng thêm 30 phần 30 vòng quay may mắn nữa nha mọi người nha. Một cái khuyến mãi rất là hot luôn nên mọi người tranh thủ là mình vào ngay trong cái game này để mình chơi nha. Rồi nếu mà mọi người còn thắc mắc gì nữa không nè, mọi người đang có những cái thắc mắc nào thì mọi người cứ comment ngay tại đây nha, Nguyệt sẽ trả lời cho mọi người luôn nha. Chị yêu ơi, bữa nào live song đi, ok nha, bữa nào Nguyệt sẽ rảnh rỗi rồi sẽ dành ra một cái like để live song giới thiệu cho mọi người nha. Rồi mọi người còn những câu hỏi nào không, mọi người cứ comment ngay tại đây nha mọi người ơi, Nguyệt sẽ trả lời hết cho mọi người. Và nếu như mà cái livestream này nó đã up rồi mà mọi người vẫn còn những câu hỏi nào thắc mắc á thì mọi người cũng có thể inbox cho Nguyệt nha, Nguyệt sẽ trả lời cho mọi người ở phần inbox. Hay là mọi người cũng có thể vào ngay cái trang chủ của Forsetbet nè, mọi người vào cái phần hỗ trợ ha, thì các chị chăm sóc khách hàng sẽ hỗ trợ mọi người 24/24 luôn. Nên là mọi người sẽ không có lo về cái vấn đề nào mà mình đang gặp phải, mọi người cũng sẽ không lo là mình vui chơi giải trí ở trên đây mà mình gặp những cái trục trặc nào đâu mọi người nha. Có chào bán cá không? Có nha em yêu, ở đây mình cũng sẽ có bán cá luôn nè, mọi người có thể vào trong phần tất cả các trò chơi nè thì nó sẽ thể hiện ra rất là nhiều những cái trò chơi hot ở trên đây để mọi người có thể chọn nhanh nha. À Nguyệt thấy có xì tố nè mọi người, game show nè, Dragon God nè, Baccarat nè, à, rất rất là nhiều những cái game, hay là mọi người có thể vào trong cái phần game mới nha, đó những cái game phổ biến nữa nè. À rất là nhiều game ở đây, mọi người lướt qua là sẽ thấy được rất là nhiều game luôn nha mọi người nha. Giờ mình sẽ vào thử cái lucky cho mọi người xem nè. Đó, giao diện rất là đẹp mắt ha, mọi người có thể vào chơi thử cũng được nữa nha mọi người nha. Mọi người ơi, mọi người share like giúp Nguyệt nha. Bạn nào mà có những câu hỏi thắc mắc nào thì mọi người cứ comment ngay trên like nha mọi người nha. Hello chị yêu, xin chào em yêu nha, xin chào em yêu của tôi. Lâu rồi mới thấy em yêu tôi tham gia livestream của chị nha, nên là mọi người ơi, mọi người share like giúp Nguyệt nha. Cứ bạn nào mà share like nhiều thì mọi người sẽ được một phần quà của Nguyệt nha. Ở đây nha mọi người có thể tham gia cái trò xoay nè. Game này thì nó hơi lạ nhưng mọi người có thể quay bằng cái cách này. Đây, ở đây sẽ có hai cái mục game ha mọi người, mình sẽ có thể chơi thật và chơi miễn phí đều được nha. Bạn nào mà còn lăng tăng mình muốn khám phá xem là cái game này chơi ra sao á thì mọi người có thể vào cái mục miễn phí đó mình chơi thử nha mọi người nha. Đó mọi người thấy không, giao diện rất là đẹp mắt, rất là dễ chơi luôn nè mọi người. Đó, và đặc biệt là không có bị giật, không có bị lắc ha mọi người ha. Đó. Rất là dễ chơi luôn nha mọi người. Chỉ như vậy thôi là mọi người đã có thể săn thưởng ở trên đây rồi ha, rất là đơn giản luôn ha mọi người. Đó, giao diện rất rất là đẹp luôn mọi người nha, rất là dễ chơi. Hay là bạn nào mà đang buồn nè, không có gì để giải trí nè, nếu như mà mọi người lướt điện thoại hoài thì mọi người cũng sẽ không có, nhưng mà mọi người lướt hoài mọi người cũng sẽ thấy buồn đúng không nè, thì mình có thể vào đây nè, mình vừa giải trí, mình vừa đốt cái khoảng thời gian rảnh rỗi của mình để nó có thể biến thành tiền nha mọi người nha. Và tất cả những phần thưởng mà mọi người tham gia vui chơi ở Forsetbet mọi người có thể đổi được tiền thật nha mọi người nha. Rất là dễ chơi luôn nha mọi người. À, ăn lớn rồi nè mọi người ơi, rất là dễ ăn luôn á, rất
là dễ chơi luôn ha mọi người, giao diện rất là đẹp mắt luôn. Thế nên là mọi người nè, bạn nào mà chưa có chơi bây giờ, chưa có rảnh bây giờ mà đang xem live Nguyệt thì mọi người nhanh tay nè, click ngay vào cái đường link mà Nguyệt gắn ở bên top comment ha mọi người ha, mọi người click vào đây, mọi người đăng ký tài khoản, mọi người để đó trước đi ha. Mình copy lại cái đường link này vào cái phần ghi chú đi mọi người, để sắp tới những cái lúc nào mà mình rảnh rỗi rồi mình đang có thời gian rảnh rỗi và mình muốn đốt thời gian thì mọi người có thể vào đây vừa giải trí mà vừa kiếm tiền nha. Trò này dễ ăn dễ, rất là dễ luôn em ơi, chỉ với một chút chuột thôi là mình đã có thể tham gia game rồi ha. Đó, ăn lớn rồi nè mọi người ơi, rất là dễ săn thưởng luôn, nên là mọi người đừng có lo nha. Ở pha xếp bét thì cái tỷ lệ nổ hũ rất là cao nha mọi người nha, rất là dễ săn thưởng luôn. À, là cái game mà mình cũng rất là thích chơi ha mọi người ha, quay slot rất là dễ chơi, rất là dễ ăn luôn. Dù như ai cũng có thể chơi được cái game này hết mọi người ha. Và đến lúc rảnh rỗi thì mọi người có thể nè vào đây với vài lít chuột để mình có thể vừa giải trí vừa săn thưởng nha. Và đặc biệt là tất cả những cái phần thưởng ở Forset Bet mọi người có thể đổi được tiền thật về tài khoản của mình chỉ trong tích tắc thôi ha mọi người ha. Và các cách rút và nạp thì rất là đơn giản luôn nha mọi người nha, rất là đơn giản luôn. Và trò này có tên là Base Monkey mọi người. Mọi người thấy không, mặc dù là mình chơi ở trên giao diện website nhưng mà nó không hề bị giật hay bị lắc ha mọi người ha, rất là dễ chơi luôn á. Đúng rồi nè em yêu ơi, chỉ với một lít chuột thôi là mình đã có thể tham gia chơi game ở trên đây rồi nè, rất là đơn giản luôn. À, rất là dễ ăn luôn đó mọi người, ăn lớn rồi nha. Em tôi ơi, nhớ là bà đăng ký ngay và luôn nha. Và trong cái khoảng thời gian mà em giải trí ở trên đây, nếu như mà em có những cái thắc mắc nào thì em cứ comment hay là inbox cho chị ha, thì chị sẽ giải đáp cho em nè. Đó, bà chơi thử cái game này nha em yêu, rất là dễ ăn luôn đó mọi người. Ăn lớn hoài luôn nha. Nên chắc chắn là mọi người giải trí trên đây là mọi người sẽ săn thưởng rất là nhiều luôn nha mọi người. Bạn nào chưa chơi thì mình vào nghe chơi và luôn cái trò thử này nha, mình cây bẫy nha. Nè, ăn ngủ rồi nè mọi người ơi, chơi trò này một hồi là bị gì nha mọi người, bị dính đó mọi người, rất là dễ chơi luôn nha. Em phải đăng ký liền và đăng ký ngay vào luôn nha. Em click vào cái đường link mà chị gắn ở bên top comment nha. Mình đăng ký rất là dễ ha mọi người ha. Mọi người có thể đăng ký qua email nè, qua số điện thoại hoặc là qua cái trang mạng xã hội của mình cũng được nha. Rất là dễ chơi luôn. Em có chị ăn cơm chưa? Em của chị đã ăn tối chưa nè, trời ơi ăn lớn rồi mọi người ơi, quá trần rã luôn. À, rất là dễ chơi ha mọi người nha, nên là bạn nào chưa chơi thì mình vào chơi ngay và luôn cái trò này nha mọi người. Ăn quá trời ăn rồi mọi người ơi, nổ hũ rất là lớn luôn rồi nè. Rồi ăn lớn rồi mọi người ơi, buổi tối này là một buổi tối may mắn nha. Đó, rất là đơn giản và dễ chơi ha mọi người ha, mọi người tranh thủ nha, mình vào chơi thử cái trò này nha mọi người. Nổ hũ rất là lớn luôn đó mọi người. Vào nghe vào luôn nha mọi người nha. 3x Monkey nha mọi người, đây là game quay slot 3x Monkey nha. Và cái đường để mà mình có thể đường link mà để mình vào được cái game này là mọi người có thể xem ở bên top comment nha. Nguyệt đã có ghim ở đây nè, mọi người chỉ cần click vào đây thôi, mình vào mình đăng ký thôi là mọi người đã có được một cái tài khoản, mình có thể tha hồ chơi hết những cái trò ở trên đây nha mọi người nha. Có rất là nhiều game để cho mọi người có thể lựa chọn và giải trí nha. Rất là dễ chơi ha mọi người ha. Rất lâu rồi chúng mình tình yêu hai tiếng yêu thương. Đây ha mọi người ha. Đó, mọi người chỉ cần bấm một cái click chuột thôi là mình đã có thể chơi cái game này rồi nha mọi người. Rất là đơn giản luôn á. Hơn một năm trôi qua người đã có sai rồi. Đây nha mọi người ha, vừa giải trí và vừa kiếm tiền là đây nha mọi người. Mọi người chỉ cần ở nhà nè, đốt những cái khoảng thời gian rảnh rỗi của mình trở thành tiền nha mọi người nha. À, rất là dễ chơi luôn đó cái tình yêu.
Nên là mọi người, bạn nào mà chưa vào chơi thì không thể nào bỏ qua được cái game quay slot này đâu nha mọi người nha. Rất là đơn giản luôn. Và cái cách thức để mà mọi người đăng ký là mọi người chỉ cần click vào cái đường link mà Nguyệt gắn ở bên top comment nha, là mọi người sẽ dẫn đến được cái link game mà Nguyệt đang giới thiệu cho mọi người. Và đặc biệt là trong cái live này nè mọi người, cứ bạn nào mà chia sẻ livestream nhiều thì mọi người sẽ nhận được một cái thẻ cào của Nguyệt ha mọi người ha. Thì mọi người có thể sử dụng cái thẻ cào này để mà mình nạp điện thoại hoặc là mọi người nạp vào game nha. Và đặc biệt là ở Forsepet đang có chương trình khuyến mãi là mọi người sẽ được nhận được 100% giá trị thẻ nạp, cũng như là 30 vòng quay may mắn miễn phí ha mọi người. Hay là mọi người tranh thủ là vào ngay Forsepet để mà mình có thể chơi game nha. Và nếu như mà bạn nào mà đang bận á thì mọi người chỉ cần copy được cái đường link này nè, đưa về trên cái phần ghi chú của mình ha mọi người ha. Thì những cái lúc nào mọi người rảnh rỗi thì mọi người có thể vào chơi sau cũng được nha. Đó, mọi người có thể biến những khoảng thời gian rảnh rỗi của mình trở thành tiền nha mọi người nha. Rất rất là đơn giản luôn. Vậy nên là bạn nào mà chưa đăng ký tài khoản thì mình click ngay vào luôn và cái đường link này để đăng ký ha. Và cách đăng ký thì rất rất là đơn giản luôn. Mọi người có thể đăng ký qua số điện thoại nè, qua email, hoặc cũng có thể đăng ký bằng cái trang mạng xã hội của mình nha mọi người nha. Thì hồi nãy đầu live Nguyệt đã có hướng dẫn mọi người cái cách đăng ký rồi đó. Bạn nào mà chưa biết thì mọi người có thể comment lên đây nha, mình sẽ hướng dẫn lại cho mọi người nha. Thì mọi người cũng có thể inbox cho Nguyệt nha mọi người nha. Rồi, và chỉ còn 20 phút nữa thôi là Nguyệt sẽ chốt like tặng quà cho những các bạn share like rồi nha. Nên là bạn nào mà chưa share thì mọi người giúp Nguyệt là share ngay vào luôn nha mọi người ơi. Giúp Nguyệt share ngay vào luôn cái livestream này về các nhóm hội nha. Và mình không nhất thiết là phải share về trang cá nhân đâu nha mọi người nha. Mọi người có thể share về các nhóm hội thôi là Nguyệt cũng đã tính cái phần share like cho mọi người rồi nha. Hello chị yêu, xin chào Thanh Hà nè. Chào Minh Hùng. Chào Minh Hùng nha. Chào bạn Minh Hùng nè. Trong cái live trước thì thấy bạn là tham gia rất là nhiệt tình luôn nè. Thì hôm nay trong cái live này mọi người cũng tham gia với Nguyệt nha. Bạn nào chưa có đăng ký thì mình click ngay vào cái đường link mình gắn bên tóc của mình để mình đăng ký nha. Game này có lâu chưa chị? Game này có rất là lâu và đang được rất là nhiều những cái bạn hotline nè, hot streamer nè mọi người đang là live stream nha mọi người. Không tin là mọi người lên Facebook nè, mọi người search thử là Forsepet là mọi người sẽ thấy được là cái game này nó đang rất rất là hot. Có rất là nhiều bạn đang tham gia vui chơi giải trí ở đây giống Nguyệt rồi ha. Nên là mọi người sẽ không cần phải lăn tăn về cái độ uy tín của em nó nữa nha. Hello bé Hiếu nè, xin chào em yêu nha. Xin chào em của tôi. Em của tôi ăn cơm chưa? Hello chị gái nhé, hello em. Ăn tối chưa nè baby ơi? Thì hôm nay trong cái live này Nguyệt cũng sẽ tặng quà cho mọi người dành cho những bạn share like nha. Mọi người giúp Nguyệt chia sẻ like thật là nhiều nha. Ăn chưa chị gái? Chị ăn rồi nè. Chị ăn xong rồi là lên đây tám chuyện với mọi người nè. Hôm nay là ngày thứ 5 rồi phải không? Gần cuối tuần rồi ha. Nên mọi người ơi, mọi người tranh thủ là bạn nào vẫn còn đang bận thì mình copy ngay cái đường link này nè, copy về cái phần ghi chú của mình đi ha, để những cái ngày cuối tuần mình rảnh rỗi thì mình có thể vào chơi giải trí nha. Em ăn rồi. Hôm nay em tôi ăn món gì đó. Tối nào em tôi cũng ở nhà để xem live hết ha. Và đây nha mọi người nha, cái game của em mình tên là Forsepet nha mọi người. Đây cái logo này nha. Vậy nên là bạn nào mà đã click vào cái đường link này nè mà cho ra được cái giao diện game này là chính xác cái game mà Nguyệt đang giới thiệu cho mọi người nha. Chính xác cái nhà game mà Nguyệt đang giới thiệu cho mọi người có tên là Forsepet nha mọi người nha. Và đặc biệt là vừa mới vào thôi là mọi người cũng sẽ thấy nè, ở đây mình sẽ có cái phần thể thao nè mọi người. Đó, thể thao nè. Thì ở đây sẽ có rất là nhiều những cái trận bóng đá kinh điển để cho mọi người có thể tham gia bình chọn cho đội bóng mình yêu thích ha. Thì ở trên đây mình thấy là đang có trận bóng đá giữa Arab World Cup nè mọi người, UEFA nè mọi người. Rất là nhiều những cái trận bóng đá để mà mọi người có thể theo dõi trên đây ha. Đó, đây là có thêm trận bóng đá của Indonesia và Liga nè mọi người. Quần vợt, hiệp hội quần vợt nhà nghề nè. Đó, rất là nhiều những cái trận không những là bóng đá mà còn có quần vợt nè, khúc côn cầu nè, bóng rổ China nè mọi người, bóng rổ Hồng Kông nè, khúc côn cầu băng nè mọi người, bóng chuyền, bóng chày bãi biển nè, quần vợt nè đó. Rất rất là nhiều những cái môn thể thao khác nhau chứ không nhất thiết là chỉ có riêng bóng đá đâu ha mọi người ha. Nên là mọi người có thể tha hồ lên đây bình chọn cho cái đội mà mình yêu thích nha mọi người nha. Giao diện game đẹp ghê đó, rất rất là đẹp luôn nè em yêu ơi. Tí chị đi đâu chơi à? Sao nay on trễ à? Không, chị vừa mới ăn cơm xong nè. Hôm nay thì làm gái ngoan ở nhà nha, không có đi đâu hết. Đó ha, mọi người có thể tham gia ở trên đây. Mình có thể theo dõi được những cái lịch thể thao này mọi người sắp diễn ra để mà mọi người có thể bình chọn cho cái đội bóng mình yêu thích nha. Hôm nay chị làm gái ngoan, chị ở nhà nè baby ơi. Rất
là nhiều những cái trận bóng đá quần vợt cho mọi người có thể bình chọn nha. Ha, mọi người có thể theo dõi và mọi người bình chọn cho đội bóng mình yêu thích ở trên đây ha mọi người ha. Mình thích đội nào thì mình chọn bình chọn cho đội đó, và nếu như cái đội bóng mà mọi người yêu thích thắng thì mọi người sẽ nhận được phần thưởng, và những cái phần thưởng này mình có thể đổi được tiền về tài khoản cá nhân của mình nha. Và nó rất là vui, rất là thích luôn phải không mọi người? Vừa có thể bình chọn cho đội bóng mình yêu thích là vừa lại có thưởng nữa nha. Nên là mọi người đừng có thể bỏ qua được cái link game này nha mọi người nha. Đây cái đường link mà mình đã gắn ở bên top comment này, mọi người chỉ cần click vào đây thôi là sẽ dẫn đến cái nhà game mà mình đang giới thiệu cho mọi người nha. Và ngoài cái phần mà bình chọn thể thao nè thì mọi người sẽ còn có thêm rất là nhiều game như là game casino ha mọi người ha. Đó, sẽ có rất là nhiều cái game casino cho mọi người lựa chọn nha. Ví dụ như là Bet Monkey nè, Ba Golden nè mọi người, Book of Wit nè, Wit Dream nè mọi người, Lucky Nico nè đó. Rất là nhiều game casino để cho mọi người lựa chọn nữa nha. Giao diện game phải nói rất là đẹp, rất là dễ, rất là bắt mắt, rất là dễ chơi ha mọi người ha. Nhiều game chơi lắm má, đúng rồi nè, rất là nhiều game luôn nha. Em yêu ơi, Nga Ngô ơi, giúp chị chia sẻ live stream nha một chút xíu nữa. Chị sẽ có phần quà nhỏ tặng cho em nha. Mọi người ơi, mọi người giúp chị chia sẻ live stream nha. Cứ bạn nào share live nhiều thì sẽ có phần thưởng nha mọi người nha. Và chỉ chờ tầm 15 phút nữa thôi là mình đã chốt like rồi. Đây là bạn nào mà chưa share thì share ngay vào luôn nha. Đây ha mọi người ha. Và ngoài game casino ra thì mình sẽ có game live casino nữa ha mọi người ha. Và cái phần live casino này á thì mọi người có thể xem được rất là nhiều những cái sảnh game nổi tiếng ở trên thế giới. Có nghĩa là mình chỉ cần ngồi ở nhà thôi là mọi người có thể xem hết được những cái sảnh game hot nhất ở trên thế giới mà không cần phải đi đâu hết ha mọi người ha. Đó, sẽ có rất là nhiều những cái kênh game này mọi người, như là Fibonacci nè, Three Card Poker nè mọi người, Tao Dân Baccarat nè, Baccarat nè, Baccarat Live 12 nè mọi người. Đó, rất là nhiều những cái kênh game cho mọi người lựa chọn ha. Mọi người thấy không? Giao diện rất là đẹp mắt, rất là dễ chơi, với tông màu chủ đạo là màu đen như vậy thì mọi người sẽ thấy là giao diện mình rất là dễ chơi ha mọi người ha, không có khó ha mọi người ha. Rất là đơn giản luôn. Đó, mà cái phần nạp tiền á, hồi nãy mọi người có bạn nào hỏi mình nạp tiền như thế nào á thì đây ha mọi người ha. Mọi người xem ở trên đầu màn hình nè sẽ có cái chữ nạp tiền nè mọi người. Đó, mọi người chỉ cần click vào cái phần nạp tiền này thôi là mọi người sẽ vào được cái phần nạp nha. Thì mình sẽ có rất là nhiều cách nạp tiền khác nhau. Ví dụ là mọi người có thể nạp tiền qua cổng Mobile. Momo là mình thấy là cái cổng thanh toán rất là đơn giản đó ha. Mọi người cũng rất là thường sử dụng Momo để mà thanh toán đó mọi người ha. Bởi vì nó rất là đơn giản, nó liên kết với ngân hàng của mình rồi. Thì chỉ với vài thao tác thôi là mọi người đã có thể nạp tiền nhanh chóng rồi ha mọi người ha. Hoặc là mọi người có thể sử dụng QR Banking nè mọi người, mã QR ha mọi người ha. Hay là mọi người có thể chuyển tiền ngân hàng hoặc chuyển tiền nhanh nha. Đó, vậy là có rất là nhiều cách để cho mọi người có thể nạp tiền nha. Nên là mọi người có thể tham khảo cái phần này để mà nạp tiền nha mọi người nha. Đó, sẽ có rất là nhiều cái cách nạp tiền luôn. Cho nên là mọi người có thể theo dõi đây nha. Và nếu như trong khoảng thời gian mà mọi người vui chơi giải trí ở trên Forecast đó mọi người, mà mọi người gặp phải những cái trục trặc nào á thì mọi người cũng đừng lo nha. Ở đây thì mọi người sẽ được hỗ trợ, cái chuyện chăm sóc khách hàng sẽ hỗ trợ mọi người 24/24 luôn. Đây là cái phần liên hệ nè mọi người. Mọi người chỉ cần nhích chuột vào cái phần liên hệ thôi là mọi người sẽ được các chị hỗ trợ chăm sóc khách hàng, hỗ trợ mọi người, giải đáp cho mọi người những cái vấn đề mà mọi người đang thắc mắc nha. Nên là trong khoảng thời gian mà mọi người vui chơi giải trí cho nên là mọi người sẽ không lo mình gặp những cái trục trặc nào mà bị mất tiền hay là bị mất tài khoản gì đâu nha mọi người nha. Rất là an toàn và bảo mật luôn. Chơi không có bị chán, em yêu cũng hay chơi game ở trên đây hả? Em thường hay chơi game nào nè, và em thường hay thích game nào nè, giới thiệu cho chị chơi nữa nha. Chị thì chị thường hay quay slot thôi mọi người, bởi vì cái quay slot nó rất là đơn giản. Và đặc biệt cái game mà quay slot mà mình thích nhất là Bet Monkey. Rất là dễ chơi và đặc biệt rất là dễ ăn, cho nên là người rất là thích chơi cái trò này ha mọi người ha. Mọi người ơi, bạn nào chưa share like thì mình share like ngay vào luôn nha mọi người ơi. Chỉ còn 10 phút nữa thôi là mình chốt like rồi, nên là mọi người giúp mình chia sẻ live stream nha. Đó, đây là cái phần quay slot mà Nguyệt thích nhất nè mọi người. Rất là dễ ăn, rất là dễ chơi luôn. Nãy giờ mọi người thấy Nguyệt chơi cái game này hơi bị nhiều đúng không mọi người? Bởi vì nó rất là dễ chơi luôn. Chỉ với một lít chuột thôi là mọi người đã có thể chơi game này rồi nha. Và đặc biệt là đó, chưa vừa vào đã ăn rồi nè mọi người ơi. Và đặc biệt là ở Forecast đó mọi người đang có chương trình khuyến mãi là mình sẽ nạp
mình sẽ nhận được 100% giá trị thẻ nạp luôn. Ví dụ như là mọi người nạp 100 là mọi người sẽ nhận ngay được 100, mọi người nạp 200 mình nhận được thêm 200 nữa là 400 ha mọi người ha. Vậy nên là mọi người tranh thủ là mình sẽ vào mình nạp tiền trong cái phần thưởng, trong cái khoảng thời gian này để mà mọi người săn thưởng được nha. Dễ chơi, em cũng thích trò đó hả? Đúng rồi, này cái khả năng rất là dễ chơi, và đặc biệt là cái tỷ lệ nô hũ rất là cao luôn ha mọi người ha, rất là dễ ăn luôn đó. Ăn nữa rồi mọi người ơi, rất là dễ chơi luôn nha. À, rất là dễ chơi, rất là dễ ăn luôn nha. Là bạn nào mà vào game này, hoặc là mọi người chút nữa, nếu như bạn nào mà chia sẻ like nhiệt tình nè, mọi người nhận được cái thẻ cao của Quyền, thì mọi người cũng có thể vào chơi thử cái game này nha, để mà mình nhân đôi, nhân ba, nhân bốn, nhân sáu số tiền của mình lên nha mọi người nha. Rất là dễ ăn luôn á. Ăn lớn nữa rồi nè mọi người ơi, rất là dễ chơi luôn đó. Ăn nữa rồi nè mọi người ơi. Vậy nên là chúc nha, chúc bạn nào mà nhận được cái thẻ cào của Nguyệt thì nhớ là vào chơi thử cái game này nha mọi người, để mà mình double số tiền của mình lên nha. Và đặc biệt là những cái phần thưởng mà mọi người vui chơi giải trí trên đây đó, là mọi người có thể nhận được, đổi được tiền thật và tài khoản ngân hàng của mình nha mọi người nha. Rất là thích luôn. Bây giờ ví dụ Nguyệt tặng cho mọi người 50, 100 thì mọi người có thể double cái số tiền này lên thành 5 triệu luôn nha mọi người nha. 5 triệu, 10 triệu là có thể nha mọi người nha. Bởi vì cái cách chơi trên đây mọi người thấy nè, rất là dễ ăn luôn. Và tỷ lệ nổ hũ thì rất là cao nha mọi người. À, rất là dễ ăn nha mọi người nha. Nên là bạn nào chưa share like thì mình share like thật là nhiệt tình để vào mình nhận thưởng của Nguyệt nha mọi người nha. Chỉ còn khoảng 10 phút nữa thôi là Nguyệt chốt like rồi nha. Bây giờ mình sẽ chơi thử một vài game khác cho mọi người xem nữa nha. Đây, mọi người thấy không, mặc dù là mình chơi ở trên giao diện website nhưng mà nó rất là mướt luôn nè mọi người, không có bị giật, không có bị lắc ha mọi người ha. Rất là mướt luôn á. Đây ha mọi người, đây cũng là một trò quay slot ha. À, rất là dễ chơi luôn mọi người. Nói chung là ở đây thì sẽ có rất là nhiều trò quay slot khác nhau để cho mọi người lựa chọn. Mọi người không có lo bị chán nha mọi người nha. Mình có thể thay đổi chơi nhiều trò quay slot khác nhau nha. Rất là dễ chơi ha mọi người. Này giống như là trò zombie á mọi người. À, kiểu zombie á. Bây giờ mình sẽ ra chơi thử trò khác cho mọi người xem trước khi mà chốt like nha. Double tag. Đây mình chơi thử trò tên là double tag nha mọi người nha. Ồ, trò này cũng đòi full màn hình. Đây là mình có thể bấm chữ auto ha mọi người ha. Nếu mà mọi người bấm chữ auto thì nó sẽ tự động quay nha. Mình không cần phải bấm nút quay nữa ha mọi người ha. Đó, nó sẽ tự động auto quay. Nếu như bạn nào lười đó mọi người, mình chỉ cần bấm chữ auto thôi là nó sẽ tự động quay ha mọi người ha. Giao diện rất là đẹp ha mọi người, rất là dễ chơi luôn. Vậy đây là bạn nào mà chưa có
tài khoản thì mình nhanh chóng click ngay vào cái đường link mà Nguyệt gắn ở dưới pin top comment nha mọi người nha. Mọi người click vào đây thì nó sẽ dẫn tới cái giao diện game mà Nguyệt đang giới thiệu cho mọi người nha. Giao diện rất là đẹp mắt ha mọi người ha. Và bây giờ chỉ còn 5 phút nữa thôi là Nguyệt đã chốt like rồi ha mọi người. Hay là bạn nào mà chưa share livestream thì giúp Nguyệt là chia sẻ livestream thật là nhiệt tình nha. Giúp Nguyệt chia sẻ like này vào cái nhóm hội nha mọi người nha. Và đặc biệt là những cái nhóm hội nào mọi người thích yêu thích game nè, những cái game mà có thể săn thưởng này, kiếm tiền online ngay tại nhà thì mọi người giúp Nguyệt chia sẻ cái like này vào nhóm hội đó nha. Và 5 phút nữa thôi là Nguyệt sẽ chốt like tặng quà cho mọi người ở phần inbox nha. Nên là bạn nào chưa share thì giúp Nguyệt chia sẻ like và luôn nha mọi người nha. Rồi bây giờ trước khi mà chốt like á, thì mình sẽ giới thiệu cho mọi người một lần nữa cái cách đăng ký để mà mọi người có thể biết được cái cách đăng ký ha mọi người ha. Thì khi mà mọi người click vào cái đường link mà Nguyệt gắn ở dưới pin top comment thì mọi người chỉ cần click vào đây thôi là mọi người sẽ được dẫn tới cái giao diện game mà Nguyệt đang giới thiệu cho mọi người nha. Xin chào Thủy Tiên nha, xin chào Thủy Tiên nè, lâu rồi mới thấy Thủy Tiên nè. Đây ha mọi người ha, đây là cái giao diện game mà Nguyệt muốn đến giới thiệu cho mọi người, có tên là For Safe Pet ha mọi người ha. Bạn nào mà click vào cái đường link này nè mà cho ra cái giao diện này là chính xác nha. Thì trước tiên mọi người đăng ký thì mọi người có thể đăng ký bằng rất là nhiều cách, như là mọi người điền số điện thoại cũng được nè, đăng ký bằng email hoặc đăng ký bằng trang mạng xã hội cũng được nha mọi người nha. Là mọi người đã có thể trở thành thành viên của For Safe Pet rồi ha mọi người ha. Và ở trên đây thì sẽ có rất là nhiều những cái game cho mọi người có thể tham gia giải trí, và đặc biệt là những cái phần thưởng mà mọi người săn thưởng được ở trên For Safe Pet á, thì mọi người có thể đổi được tiền thật nha mọi người nha. Và ở đây thì sẽ có rất là nhiều những cái trò, như là mọi người có thể bình chọn cho đội bóng mình yêu thích nè. Và đặc biệt là không chỉ về phần thể thao thì không chỉ có bóng đá đâu ha mọi người ha, thì sẽ có rất là nhiều trò như là giải bóng quần vợt nè mọi người, khúc trên tàu trên băng ha mọi người ha, hoặc là bóng rổ nha mọi người nha, khúc khôn tàu băng cũng có, bóng rổ cũng có, bóng chuyền cũng có. Nói chung là rất là nhiều những cái môn thể thao để cho mọi người có thể bình chọn cho những cái đội mà mình yêu thích ở trên đây nha, để mà mình có thể vừa bình chọn cho đội bóng mà mình yêu thích mà mình vừa săn thưởng nữa nha mọi người nha. Và ngoài ra thì mình sẽ có cả một game casino và casino online hả, vừa có casino offline và casino online ha mọi người ha. Và ngoài ra thì mình sẽ có rất là nhiều trò quay slot để cho mọi người có thể tham gia săn thưởng ở những cái game này rất là hot luôn nha. Đó là những cái game rất là hot, và hiện nay ở For Safe Bet á thì đang có chương trình khuyến mãi là tặng 100% giá trị thẻ nạp dành cho những cái bạn chơi game, cũng như là tặng thêm 30 vòng quay may mắn miễn phí nữa nha. Nên là mọi người tranh thủ là mình có thể săn ngay cái khuyến mãi này để mà tham gia nha. Và cái đường link thì Nguyệt đã có gắn ở pin top của mình, vậy nên là bạn nào mà vào trong cái live này sau khi mà Nguyệt đã offline rồi á, thì mọi người cũng có thể kiếm cái đường link này ở phần bình luận để mà mình có thể đăng ký game nha. Và bạn nào mà chưa có chơi thì mọi người cũng có thể copy cái đường link này về phần ghi chú của mình, để những lúc nào mà mọi người rảnh rỗi vào những ngày cuối tuần thì mọi người có thể vào đây tham gia nha. Rồi, và bây giờ Nguyệt sẽ chốt like và tặng quà cho mọi người ở phần inbox nha. Nếu là bạn nào còn những cái thắc mắc nào thì mọi người cũng có thể inbox cho Nguyệt, hoặc là cũng có thể inbox cho các bạn chăm sóc khách hàng ở trên app để mà mọi người có trên giao diện game để mà mọi người có thể được giải đáp cho mọi người nha. Và cảm ơn mọi người đã tham gia livestream của Nguyệt, cảm ơn mọi người rất là nhiều. Bây giờ mình sẽ chốt like và tặng quà cho mọi người nha. Đây là bạn nào nãy giờ mà đã tham gia tương tác nè, trò chuyện nè, cũng như là share like giúp Nguyệt, thì bây giờ mọi người đợi Nguyệt ở phần inbox để Nguyệt tặng quà cho mọi người nha. Cảm ơn mọi người rất là nhiều, chúc cả nhà của mình sẽ có một buổi tối thật là vui vẻ và hạnh phúc nha. Và mọi người ơi, bạn nào chưa đăng ký tài khoản game thì mình đăng ký ngay vào luôn nha mọi người nha. Đường link ở đây nha mọi người, đây đường link mà Nguyệt gắn ở bên top comment đây nha. Mọi người chỉ cần click vào đây thôi là sẽ ra được cái nhà game mà Nguyệt đang giới thiệu cho mọi người, có tên là For Safe Bet. For Safe Bet nha mọi người ơi, đây là mọi người đừng có nhầm nha. Này, giao diện của em nói nha mọi người nha, màu trắng đen rất là đẹp, rất là dễ chơi và rất là bắt mắt luôn. Vậy nên là bạn nào mà ra được đúng cái giao diện game này là chính xác cái game mà Nguyệt đang giới thiệu cho mọi người rồi nha. Mọi người không cần phải lo lăng tăng gì nữa nha. Đó, giao diện rất là hot đây nha mọi người nha, rất là đẹp luôn. Rồi, cảm ơn mọi người đã theo dõi livestream của Nguyệt nè. Cảm ơn mọi người rất là nhiều, chúc cả nhà của mình sẽ có một ngày buổi tối thật là vui vẻ và hạnh phúc nha. Và hy vọng rằng trong những cái live sắp tới thì mình sẽ có thêm nhiều phần quà để tặng cho mọi người nữa nha. Cảm ơn mọi người, chúc mọi người ngủ ngon nha.